Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Samurai Warriors 4.2 tiếp. Thì nhìn chung là trong tập này thì chúng ta sẽ tiếp tục vào vai hai chú cháu nhà Shimazu. Và đây sẽ là trận chạm trán đầu tiên giữa Tây quân và Đông quân sau khi Hideyoshi mất. Thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục là theo Tây quân, vì đây là chiến dịch này là phe Shimazu thì theo Tây quân hoàn toàn các bạn nhé. Thì như các bạn có thể thấy là nhân vật Toshihisa của mình thì được nâng cấp khá là ok rồi, mặc dù mới level 28. Ông chú thì đã lên level 30 và mình được nâng cấp tốt hơn chút. Nói chung là nhờ cái số ngọc mà lần trước thằng cháu nó lụm được á, thì giờ ông chú cũng lên được khá nhiều. Nhưng mà bây giờ mình phải chỉnh chiêu lại một tí, tại có nhiều chiêu thì bây giờ mình nghĩ là nếu mình dùng cùng lúc thì có lẽ cũng chưa chắc là hay. Tại vì mình lần trước mình phát hiện ra là mình không đánh thuộc tính được, cho nên là mình cũng hơi bất lợi cho một vài trường hợp. Chiêu này lên level 2 rồi thì nên dùng. Và tiền mình thì tiền thì không cần, nhưng mà chiêu của nhân vật này thì bây giờ mình cũng phải xem lại. Tại vì có thể là mình sẽ cần một trong những chiêu này. Rồi mình nghĩ lấy cái này đi cho chắc ăn. Tại vì không, lấy cái chiêu nổ của ông này đi, nhiều khi mình cần nó nổ lan. Còn mấy cái cần cái thuộc tính thì có một cái rồi. Thì cái cây của nhân vật này là cũng xịn rồi các bạn, các bạn có thể nhìn không? Đỉnh luôn, thậm chí là mình ép lên nó thành 7 vòng rồi. Ông này thì có hai cây, giờ mình sẽ dùng cây 31, cây này vừa có phong mà vừa có lôi nữa thì ngon cơm rồi không nói. Ông này thì mình cũng phải chỉnh chiêu lại một chút, mặc dù ổng chưa có chiêu riêng của ổng, đúng là có hai chiêu rồi mà hai chiêu đó dùng không có nhiều. Nhưng mà nhìn chung thì mình cũng sẽ phải đổi lại cái chiêu này để lấy cái thuộc tính với đánh nhau, chứ không có thuộc tính nó quýnh. Ít thuộc tính thì mình cũng mệt lắm. Và nhân chiêu này chắc cũng nên đổi lại thành cái cục nổ, tại vì mình búp chiến lực nhiều quá thì nó cũng hơi bất lợi. Chiến lực mạnh mà quýnh mà dạng như nó không có thuộc tính, nó không hiệu quả các bạn. Chứ lại nó có chiêu hỗ trợ công nữa. Đó, bây giờ thì mình bắt đầu rồi. Quýnh hai bơ không được thì chúng ta quýnh thường. Dễ mà đúng không các bạn? Đó, bây giờ thêm đạn nổ, thêm sát thương băng. Thật ra bây giờ mặc định có băng rồi mình thay cái băng ra cũng được. Nhưng mà tại vì cái băng nó cũng không chắc chắn là nó ra 100%, cho nên là đây cho ông chú đánh đi vòng đây. Ông chú 30 rồi thì không cần luyện, nhưng mà thằng cháu phải luyện, thằng cháu chuẩn bị lấy được chiêu của nó rồi. Rồi, xong. Đánh 200 lính thì dễ rồi ông nói. Nói chung là mấy màn này chúng ta phải cố gắng, chúng ta làm nhiệm vụ thì mới chúng ta mới có cái vùng xanh các bạn. Đúng rồi, phải xin lỗi các bạn, nhưng mới có nhiều vùng trắng chứ không mình lấy khúc cuối mà nó vùng đỏ nhiều quá là chết mình đấy. Rồi, ok, ông chú rồi chạy lên trên kia rồi. Ê, chú chạy lẹ quá, con theo không kịp luôn á. Ở đây gồng lên tí cho chú ơi. Vừa đánh mấy lính này mình chả cần gồng, thôi kệ nó gồng xíu cho nó sợ các bạn. Rồi, đây. Chứ là đập chết thằng cầm cờ thôi, không cần nhiều. Rồi, ok. Giờ là mình phải lùa cái thằng tướng kia lại các bạn. Rồi đây, như mấy cái lùa lùa này thì nó hơi mệt xíu, nhưng mà nhìn chung làm được rồi thì thấy nó khá là đã. Rồi, ok. Nhưng mà cái màn này cái đường đánh ở cái vùng núi các bạn, thành ra là nó hơi phức tạp tí. Rồi, đuổi theo mình đi nào. Đây, cầm búa mà ngồi ngựa quýnh chỗ này cũng hơi hài hài. Rồi cái gì đấy, còn thằng đó nó khôn nhưng nó không chịu ra, hoặc là mình chưa quýnh trúng nó. Đây, theo tôi, hoặc là mình ngồi ngựa chắc nó không dí đâu. Đây, nó lo phải quay lại quýnh nó một cái thì nó mới chịu dí. Ây, nó cũng khôn, nó lại mình chạy không mà vậy nó biết. Mình phải vừa quýnh vừa chạy mới được. Rồi, ok, được ha. Ở đây quất nó một cái cho nó biết mặt rồi mình mới chạy thôi. Đây là nó bị về nó mới chịu quýnh mình. Đó, rượt mình đi. Rồi xong, dở là chú em. Vô tới đây anh là anh dùng thì kêu là chú chết. Nó đang bị chấm xanh trên người, cái đó là nó đang bị hiệu ứng xấu các bạn. Rồi, ok, ngon cơm. Rồi lại đây. Ông chú này mới nâng được đúng một cái skill màu vàng thôi. Còn lại thì toàn chiêu xanh, chiêu đỏ, có chút xíu chiêu xanh dương nữa rồi. Bây giờ ổng chạy tương đối ổn một chút. Rồi, ok. Oh, một tướng nhà Uesugi à. Rồi, kim thân đâu, bật lên. Ông cháu thì quýnh kinh rồi, không nói. Đây, cho ông chú chạy vào trong sâu một tí. Rồi,
rồi đây, phân thân chi thuật ra bắn chuyên giáp luôn, đánh chuyên không cho đỡ, thêm cái chiêu hỗ trợ nổ thì nó mới đã. Thằng đó nó hiện lên cái nó chậm quá nên mình vô từ mình đánh chết nó luôn trước khi nó bật chiêu lên rồi. Thiệt khổ. Rồi thôi cũng không sao. Cái này có băng rồi cũng không cần băng nữa, nhưng mà ông chú thì đúng là cần. Chứ là chưa chắc là mình ra băng được 100% các bạn. À đây rồi, cái này giờ nó vui tính nè. Tính nào cũng có hết. Có tử, có băng, có đủ thứ thì ngon cơm rồi. Rồi, ok. Nói chung là có thằng cháu này đi cày đồ khỏi chê luôn. Có ông chú thì ổng cày hơi dở thôi, tại ổng không có chiêu vàng. Đúng được một điểm thì hỗ trợ cái ngựa thôi các bạn. Rồi đây. Đây bắn, đây đánh có chiêu đồng nhẫn long nó đánh xuyên qua là khỏi chê. Đây. Gồng lên một cái là nó chết rồi các bạn. Rồi, ok. Để lưu cái. Rồi, khỏi cần. Này thì chú nãy giờ quýnh chưa được nhiều, thành ra ai trời ơi chưa lên nộ nữa. Rồi thôi kệ nó, vậy đi cũng được. Rồi, ok. Bày luôn. Này đỉnh rồi. Đây, ráng đập mấy cái cổng này mình lấy ngọc mình xài rồi, mình không phải lúc nào nó cũng ra ngọc. Nó chơi chứ nó ra rồi, cái cục tiền là do mình bật nộ các bạn. Rồi đây. Đoạn này là có Takasu Honda luôn đó nha các bạn, không vừa đâu. Dù là ông chú ưu tiên cho ngồi ngựa, thằng cháu rồi đi bộ. Cửa thì chưa mở rồi đó, chịu rồi. Còn thằng cháu tính ra càng tốt hơn ông chú nha. Mặc dù nó không phải tướng hai bơ. Hoặc ra đấy, mình biết rồi, tại nó giờ cái tử đó các bạn. Cái tử nó quýnh thằng lính cái là chết à. Rồi đây. Nhào vô. Đó có cái nổ thì nữa là nó đang lan lúc mà nó khá là ngon. Mặc dù duy trì không được lâu mà cũng được, có kim thân rồi không sợ. Đây, hai chú cháu rồi chia nhau mà đánh. Một người đánh bên này, một người đánh bên kia. Đây. Rồi ok. Mình quýnh kinh quá. Mình đụng nó cũng dính băng luôn. Tại nó cũng coi như là một cách tấn công thôi. Dùng cháo này mà càng lấy đồ mà lấy ngọc là sướng luôn á. Rồi ok vô. Sao tôi xây mê đá banh nào. Rồi phân thân chi thuật ra mà đánh. Rồi đây thêm chiêu của độc nhãn long nữa là đẹp. Ây da, bị nó ném lựu đạn chưa kịp gồng. Chà hơi cay á nha, mà cay thì phải dùng được chiêu. Thật ra thường thì cay người ta sẽ tìm cách đi uống nước các bạn, hoặc là ăn miếng đường. Nhưng mà mình cay thì mình dùng được chiêu thôi, có cái gì đâu đúng không nào. Vô. À, này nó ra được cái dùng an toàn. Nhưng mà cũng được có một cái thôi. Thế được cái dành, cái ép với nhau chứ, chỗ bạn bè mà, mình đồng đội được cái dành. Không phải tại vì để nó đánh thì mình nhiều khi không được cái đồ ngon. Mình đánh thì sẽ hiệu quả hơn. Có phi yến không luôn, nó quýnh xuyên cái đỡ. Mà nó còn gây sát thương nữa thì chịu rồi. Rồi đây. Anh niên này cho chạy xuống đây cái đã. Rồi đây. Rồi, bật cái này lên thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn. Có phong có lôi thôi, không có cái khác, nhưng mà đủ để cho chứ chết rồi. Ông này thì cứ bình thường thôi, cũng ăn nữa. Ở đây lại còn có Jinjio Tachibana, mà hàng tướng này lại là hàng tướng vô danh thì không có gì đáng ngại. Rồi đây, ông chú có chiêu là càng ngon. Ồ, bật ngược lại được cái nó của nó luôn rồi, mình lại quá đỉnh đi. Rồi đây đúng rồi, ông chú cho chạy, ông chú cho chạy đó, mình đánh thằng này. Bây giờ thì ra nó đứng sau lưng mình. Rồi ok, mình nó để mình gồng lên đường là nó dở rồi. Rồi ok, có hồi máu luôn rồi, đỉnh. Rồi bây giờ nhưng mà lên được cái đó nhưng mà lại không được kia, hơi dở. Đúng rồi, là tại vì ở xa địch quá không đánh được.
đây hình như là mình gặp được một chánh tướng của nhà Tư Qua rồi. Ông này là ổng bỏ nhà Tư Tommy chạy theo nhà Tư Qua nè. Ông này thì dạng hữu dũng vô mưu thôi nhưng mà khá là mạnh. Nói chung là cái đám võ tướng của nhà Toyotomi á, sau khi mà Hideyoshi Toyotomi chết nó là phản khá là nhiều. Một phần là hai bên văn võ mâu thuẫn nhau, mà cái người đứng ra làm tổng quản nhà Toyotomi á thì lại là quan văn, thành ra là cái đám quan võ nó bỏ đi. Đa phần những người làm phản là quan võ. Thì thôi chúng ta cũng không trách được, tại vì nhà Toyotomi nó cũng không có cái nền tảng quá vững chắc. Cũng giống như là do nó trước đó nó để mất uy tín trong dân rồi. Nói chung là cái việc xâm lược Triều Tiên thất bại thì cái uy tín của Toyotomi nhìn chung cũng không còn. Đụng thêm con nói chung là hổ phụ mà sinh quyển tử thì chịu rồi. Hideyori còn quá nhỏ, mà nói chung là tới khi mà trưởng thành rồi thì cũng nói chung không khác mấy quan toản các bạn. Làm việc lớn mà chỉ toàn chăm chăm nghe lời mẹ thì nói chung là chúng ta chịu rồi. Người đó thì không thể nào thành công được. Nói chung là không thể nào, nói chung là chúng ta vẫn kính Hideyori nhưng mà nó thực sự thì cái cơ đồ của ông không bền. Ngoài ra nếu như ông không xâm lược Triều Tiên thì có lẽ lịch sử Nhật Bản nó sẽ tốt hơn. Đúng hơn là khi đó thì cái gia tộc của ông nhất là nó không mất cái ảnh hưởng, tuy rằng là uy tín nó sẽ giảm từ từ do là sau đó thì nó không còn gì nữa, nhưng mà nhìn chung thì cái việc đó nó không quan trọng lắm, tại vì nhìn chung thì ít nhất thì cái triều đại của ông nó sẽ được kéo dài lâu hơn. Còn hầu như ông làm trong cái lịch sử mà như chúng ta đã biết đó, thì rõ ràng là hành động đó đã vô tình khiến cho nhà Toyotomi là gần như là mất đi toàn bộ uy tín luôn. Và dĩ nhiên hậu quả là cái lúc đó thì người ta sẽ trông chờ vào một cái lãnh chúa khác, và đó chính là lúc mà Tokugawa lui khỏi. Chịu thôi. Trời ơi, ông này đúng là chưa có chiêu gì hết, mà ra đánh thằng chánh tướng mà nó lại ra vũ khí một sao vũ khí level 10 thấy là dở rồi. Cháo quýnh ra toàn đồ ngon không, ông này có ra được cái này thì cũng chỉ được một cái thôi. Rồi đây lên đây vợ thì tốt. Ông này tính ra ông này quýnh là thuộc tính cũng nhiều. Hai thằng này nó bị chấm xanh rồi. Nó bị chấm xanh là nó dở rồi. Nói chung là tuy là nãy mình có không bỏ qua một cái nhiệm vụ, nhưng mà nhìn chung mình nhiệm vụ đó cũng không phải nhiệm vụ lớn. Nó không ảnh hưởng nhiều lắm đến cái thế trận các bạn. Thật ra nhìn chung là mình vẫn được cho biến tất cả thành dùng trắng rồi. Giờ không sợ đối phương nữa. Không có dùng đỏ thì không có gì đáng sợ. Ây da, nó để mình bật cái chiêu thuộc tính này lên là nó dở rồi. Như là cái chiêu băng này chắc là để dành khi mà mình khi mà mình hết cái chiêu thuộc tính này, thuộc tính này nó hồi tương đối lâu các bạn. Cái chiêu nào mà nó dùng càng mau hết thì cái chiêu đó nó lại là hồi nhanh. Nhờ ngược lại, cái chiêu nào mà chúng ta dùng lâu hết thì thường nó hồi rất là chậm. Rồi có cái này quýnh xuyên giáp luôn khỏi đỡ. Nên cái nổ này nữa là đỉnh rồi. Giờ mấy thằng lính nó muốn quýnh lén mình cũng được mà. À đây lại một cái thùng nữa, đỉnh cao. Vô thằng này nhân vật này thì không cần vũ khí nữa. Nhưng mà thôi kệ chứ ăn, mất mát gì đâu, biết đâu có cây ngon hơn. Cũng có thể nhiều khi hên nó sổ ra được cái món vũ khí đặc biệt luôn chứ, vũ khí đời cuối của nhân vật. Rồi đây. Ây da, cũng đỉnh quá. Rồi đây thuộc tính băng đây, ông này thì không có băng, thành ra phải dùng cái này mới có băng thôi, chỉ có phong với lôi thôi. Mặc dù phong với lôi không là ông cũng đỉnh lắm rồi. Đây giờ có tinh mát thuộc tính luôn. Ông này mới ít dùng thì kêu, tại dùng cái skill của chúng anh á là phải hạn chế dùng thì kêu, chứ không á là mình sẽ, ví dụ như nó mất hết năng lượng thì mình không ra thuộc tính được. Nó đòi hỏi nhất mình phải có một cây năng lượng để mà nó ra cái thuộc tính. Ông này tướng normal, thành ra là ông quýnh cơ bản giống vậy thôi là ngon rồi. Mấy chiêu đòn mạnh của ổng cũng không hẳn là ngon lắm. Nó không mạnh nhưng mà không đánh liên tục được nhiều cái, thành ra nó cũng không gây ra quá nhiều sát thương. Chỉ là để quýnh cho đối phương phá cái thế đỡ của nó thôi. Rồi đây, nhân vật này. Đây, hai đứa mình solo ha. Chúng ta là bạn nhưng mà cũng là đứa kẻ thù trên chiến trường. Thì thôi được rồi, ai thắng chúng ta cùng lưu danh sử sách nào. Nói chung là trong game thì mình cầm ai người đó thắng, còn trong trên thực tế thì Toshihisa là người thua cuộc. Mà nói chung ai thắng cũng được thôi. Nói chung là trong trường hợp này dù ông Toshihisa có thắng á, thì cái thực sự nó cũng không thể thay đổi. Cùng lắm là bên Toyotomi sẽ giết được thêm một võ tướng của nhà Tokugawa thôi. Rồi đây, nhào vô. Nãy giờ mình tung nhầm chỉ số 6 hơi nhiều mà thôi kệ, cũng không sao.
Rồi đây, đây rồi, người đứng đó, nói chung là đệ nhất cận vệ của Ieyasu đây. Ông này mà cởi con ngựa này cũng hơi bèo đấy. Mình mong chờ ông này ổng cởi con ngựa nó đỉnh hơn rồi. Chứ ngựa này là bèo quá. Rồi thôi, ông này được cái là thủ ngon nhưng mà đụng phải con quái vật của đảo Củ Châu thì cũng chịu thôi. Rồi xong. Nhất quýnh nhánh tướng mà ra được đồ ngon giống vậy chứ. Rồi ok, tới Sekigahara các bạn. Nhà Shimazu tính ra là tuy là thua trong cái cuộc chiến ở thế kỷ 16 nhưng mà lại là kẻ chiến thắng trong cái cuộc chiến chiến tranh Boshin về sau. Tức là cuộc chiến tranh mà phe các ba phiên quốc Satsuma, Tosa với lại Choshu là đánh bại cái liên minh của Shogun để mà đưa Thiên Hoàng lên ngôi. Từ đó là đưa nước Nhật vào thời kỳ phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Mặc dù đó là một cuộc cách mạng mà nó nửa chừng nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn có ý nghĩa khá là lớn. Rồi ok, các bạn có thể thấy thằng cháu thì ngay cả dù cái món này 20 nhìn nó cũng khá là đỉnh. Bởi vì nó có may mắn nữa, mà dù may mắn thì thằng cháu nó không cần lắm. Rồi đây, ông cậu thì ấy ông chú thì dùng món là hai món này thì nhìn nó cũng không hấp dẫn mấy. Ngọc thì cũng không phải là nhiều lắm nhưng mà nhìn chung thì cũng tạm được. Nói chung là mình chơi tập này mất có 17 phút rồi mà mình lấy được để coi 6 cục công, 3 cục thủ, 7 cục tốc, 4 cục hỗ trợ với lại 3 cục đặc biệt là cũng ok lắm rồi. Chúng ta không thể nào đòi hỏi nhiều hơn được, muốn thì phải đi cày thôi. Rồi ok, như vậy là trao đổi nè. Nói chung là dự định là tối nay là sẽ đi đánh trại của Ieyasu đó. Nhưng mà ông Mitsunari thì phản đối. Ông muốn đánh một cái trận dạ như là đánh là quy ước luôn đó, chứ không phải là nửa đêm đột kích trại của đối phương là tiêu diệt chủ tướng. Nói chung là lúc này mấy ông samurai thì ông nào ông nấy cũng trọng cái danh dự, hình ra là ít ai mà chịu chơi theo cái kiểu mà đột kích vào ban đêm đó lắm. Bản thân Nobunaga trong cái chiến thắng Okehazama cũng bị nhiều người chê trách là chơi cái hành động đó là nó không đúng gì hành động của người quân tử. Tức là dù là yếu hơn thì cũng phải dàn quân đánh quy ước, chứ chơi cái kiểu mà bất ngờ tập kích cái danh trại của người ta thì cái hành động đó nó cũng không phải là hành động của cái người anh hùng theo cái tiêu chuẩn của samurai. Nhưng mà nó chơi với các bạn chứ chiến tranh nó không phải là đấu vô cuộc đấu tay đôi giữa hai người đàn ông, cho nên là nó không phải là đấu theo cái kiểu là đứng trên võ đài đấu mà có luật này luật kia. Chiến tranh này ai thắng người đó làm vua thôi. Chứ lại chưa kể là Imagawa cũng dở một cái là gì, chiến tranh chưa biết thắng thua, đứng trên đất của đối phương mà dám ăn nhậu, rồi chưa kể là quân lại xếp theo một cái hàng dài để hở trung quân nơi chủ tướng đóng giữ thì thua cũng phải thôi. Nói chung là dẫu biết là Nobunaga tài thật nhưng mà nếu như mà Imagawa không chủ quan thì chưa chắc Oda Nobunaga thắng. Và Nobunaga thì đã có một cái hành động mà nói chung là thương, ông này cũng hay có những cái hành động mà nó trái với danh dự rồi. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng đó là cái tài của ông ấy. Và đặc biệt chúng ta thấy một điều rằng trên thực tế lịch sử thì hầu như là chẳng có ai mà thắng bằng một cách đường hoàng chính chính bằng danh dự cả. Người ta thắng bằng chiến thuật. Giống như cách mà Luban nói với Hạng Vũ đó, bổ vương đấu trí chứ không có đấu sức. Hạng Vũ thì cứ nghĩ là đánh chiến tranh này giống như là cuộc chiến với hai người đàn ông, còn đòi rủ Luban ra solo để mà kết thúc chiến tranh, tất nhiên Luban còn lâu mới chịu. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lá Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.